Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bằng Lĩnh 3 YouTube Channel. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ size và review team giá rẻ của nhà vô địch Aura Paris vừa rồi, đó chính là team Chelsea. Đầu tiên chúng ta có thủ môn Kepa kêu thay ra không ra. Vâng, năm nay anh đã có một mùa mà rất là nổi khi trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. Và cuối mùa anh còn được trở thành huấn luyện viên của đội nữa. Anh cao 1m87. Ở vị trí hậu vệ trái chúng ta có Marcos Alonso. Và hậu vệ trái hiếm hoi có chiều cao rất cao tới 1m88 luôn. Điểm mạnh của anh là khả năng chọn vị trí dứt điểm, còn điểm yếu của anh là khả năng phòng ngự và chỉ số rất là lạc. Và tiếp theo ở vị trí trung vệ chúng ta có David Luiz, người có bộ chỉ số của một tiền vệ với các skill ẩn như là đá phạt mặt và chuyền dài. Tiếp theo chúng ta Christian Sen, hậu vệ đang mặt. Anh này thì nổi bật bởi khả năng kèm người, anh cao 1m88. Tiếp theo ở vị trí hậu vệ phải chúng ta có Azpilicueta, một cầu thủ đa năng có thể đá trung vệ và hậu vệ phải. Anh cao 1m78, anh có nhiều skill ẩn như ném biên mạng, tạt bóng sớm và chuyền dài. Và chúng ta có thể thấy là Chelsea có những hậu vệ chuyền bóng rất tốt. Tiếp theo chúng ta có tiền vệ Jorginho, vua chuyền bóng tại Premier League. Vai trò của anh khá là thầm lặng và mặc dù anh không có kiến tạo nào, tuy nhiên vai trò của anh trong Sarri ball rất là quan trọng. Tiếp theo chúng ta có Ross Barkley, một cầu thủ thuận hai chân và nổi bật bởi những pha sút xa của mình. Anh là cầu thủ người Anh. Vâng, là xin được cảm ơn nhà tài trợ Trịnh Hoàng Phúc Lâm đã tài trợ cho chương trình này. Và tiếp theo chúng ta không thể kể đến Kante, người gánh cả hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của Chelsea trong lĩnh vực phòng ngự. Anh dù chỉ cao 1m68 và nặng 68 cân, tuy nhiên khả năng đọc trận đấu của Kante rất là tuyệt vời và anh là một trong những tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới hiện nay. Ở vị trí tiền đạo phải chúng ta có Willian, cầu thủ nổi bật bởi cái tốc độ và khả năng kiểm soát bóng của mình, anh có skill ẩn như là kéo léo và kiến thiết. Tuy nhiên khả năng dứt điểm của anh thì vâng, và được trong cải đội thiện. Hình của Chelsea mà vô địch cái giải Europa League này thì có một số cầu thủ rất đặc biệt như Pedro, anh đã sưu tập đầy đủ các danh hiệu như là chiếc vô địch Champions League, Europa League, chiếc vô địch thế giới World Cup và Euro, cũng như là có những cầu thủ đã vô địch châu Âu tới 4 năm liền như là Kovacic. Tiếp theo ở vị trí đạo chúng ta có Oliver Giroud, người hùng trong hành trình chinh phục Europa League của Chelsea với những bàn thắng cũng như là khả năng kiến tạo của mình. Có thể nói đây là một trong những giải đấu thành công nhất của Oliver Giroud. Anh cao 1m92 và nặng 88 cân. Và không còn như đợt World Cup, anh không cần bị chỉ trích nữa. Và bây giờ anh đã trở thành tay săn bàn chủ lực của đội. Chính anh đã đẩy Andro Morata lên ghế dự bị và cũng làm lu mờ Higuain. Tiếp theo ở vị trí tiền đạo trái chúng ta có Eden Hazard, là ngôi sao sắp chuyển sang Real Madrid. Anh có nhiều kiểu ẩn như là sút xoáy, phá bị tuyệt vời, khéo léo và kiến thiết lối chơi. Vâng, Chelsea cũng có rất nhiều cầu thủ có khả năng kiến thiết lối chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi team một trận head to head. Đây team của mình là team Chelsea, team bạn là team Mauli. Có rất là nhiều cầu thủ giải đất và đặc biệt thủ môn của họ cũng là thủ môn Kepa kêu thay ra không ra luôn. Đây hứa hẹn sẽ là một trận rất hấp dẫn. Vâng, và như vậy trận đấu đã bắt đầu. Ở trận đấu này thì team Chelsea của mình sẽ ở bên trái mà nhỏ các bạn, mặc áo xanh quần xanh. Còn team Mauli sẽ ở bên phải các bạn mặc áo trắng. Christian Sen, Kante, Hazard, rất tốt, xuất sắc, vào ngay phút thứ bảy Hazard đã có một pha xử lý rất đẳng cấp mở tỷ số hữu Chelsea. Vâng, những tưởng anh sẽ làm một động tác kỹ thuật, tuy nhiên anh nhẹ nhàng mặt bóng sang một bên, sau đó tung một cú dứt điểm trái phá, rất tuyệt vời. Lucas Paqueta, Goretzka. Về lối chơi thì Chelsea với lối chơi Sarri ball thì thiên về xu hướng kiểm soát bóng với nền tảng là Jorginho là một người chuyền bóng rất là nhiều. Vâng, họ cầm bóng rất nhiều trên sân và thường tạo được rất là nhiều cơ hội. Tuy nhiên khả năng dứt điểm của họ rất là hạn chế. Bởi vậy chúng ta có thể thấy là Chelsea dù đã thử rất nhiều tiền đạo như là Morata và Higuain, tuy nhiên vẫn có rất là ít bàn thắng. Nakata, vẫn là Nakata.
Đặt nào, đánh nào, không thành công. Pha đánh đầu trệt khung thành của Paquenta, suýt nữa để các bàn thắng gỡ hòa. Điểm mạnh của Chelsea đó chính là khả năng áp đặt lối chơi và khả năng tạo cơ hội xuất xa vào tỷ số cân bằng 1-1. Ghi bàn là Rakitic ở phút thứ 28. Chúng ta cùng xem một pha ra chân rất đẳng cấp của Rakitic. Còn điểm yếu của Chelsea đó chính là khả năng phòng ngự và khả năng tranh chấp của họ không thực sự tốt. Bởi vì có những nhân tố như là Jorginho thì không giỏi phòng ngự, cũng như Kante thì cũng không có mạnh trong những pha đấu tay đôi lắm. Và ra hàng hậu vệ của họ cũng chưa thực sự tập trung, nên Chelsea là thường để đối thủ tạo rất nhiều cơ hội và khoảng trống, nên là họ hay bị thủng lưới nhiều. Giroud, đây là Eden Hazard, vẫn là Hazard, tạm bóng vào chăng? William đến đâu? Vào, tỷ số lên 2-1, thì đây là William ở phút thứ 43. Vâng, cầm đầu trong tình huống vừa rồi là một pha tạt bóng rất chuẩn xác của Eden Hazard. Và William với một pha đánh đầu hiểm hóc đã nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 43 của trận đấu. Robben, cú ghép Paquenta, Paquenta, Mima. Christiansen đã thi đấu tập trung. Nakata, Rakitic, tỉa bóng xuống cho Neymar, không được rồi. Bây giờ đã tới phút thứ 45 của trận đấu rồi. Vâng, và ngay lúc này chúng ta cũng đang nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Hiệp 1 thì team Chelsea tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-1. Rồi bây giờ hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Paquenta, Nakata, Robben, Paquenta xuất xa, không thành công, bóng đi chệch khung thành, suýt nữa các bàn thắng gỡ hòa. Vâng, và đường truyền đang có một số trục trặc. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi trận đấu trở lại trong giây lát. Vâng, bây giờ là một pha phá bất nguyên của Kepa, Marcos Alonso, Jorginho, Hazard. Đang có nhiều thông tin là huấn luyện viên Sarri sẽ về Italia để huấn luyện Juventus, và cũng như là Hazard sẽ chuyển sang Real Madrid, nên là mùa hè này chắc chắn Chelsea sẽ có nhiều thay đổi. Xuất vào thì đang là Saka Kante, lại thấy một pha tạt cánh, và lần này Kante đã chọn vị trí rất tốt. Chúng ta cùng xem lại. Một pha bấm bóng rất vừa tầm và Kante từ dưới đất truy lên đã bắn vào sút và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Vâng, chắc chắn mùa hè này Abramovich sẽ có nhiều việc phải làm với những đội quân châm mượt, bởi vì Chelsea cũng sắp bị cấm chuyển nhượng rồi. Wow, ghi bàn là Lucas Paquenta. Một pha volley rất là đẹp, tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3. Marcos Alonso, vâng, rất tự tin. Giroud, đây là Bradley chuyển vào. Lần này Kepa bên đội bạn đã đoán được đường bóng. Lato, Lucas Paqueta, người đang thi đấu rất nổi bật với một bàn thắng và một kiến tạo. Nima, vâng, đội bạn vẫn đang cố gắng để tìm bàn thắng gỡ hòa. David Luiz, Kante, nguy hiểm lại Paquenta, không thành công. Jorginho, Bradley, anh mới truyền xuống cho William, không được rồi. Tuy nhiên vẫn là William. Giroud, đây là Bradley, vâng, rất nhịp nhàng. Vâng, lần này thì Kimmich ở trong và đoán được đường bóng rồi, sẽ có một cơ hội phản công giá cái thủ đội mau. Nima, vâng, đội bạn hôm nay đã có hai cú sút trượt khung thành. Vâng, và ngay lúc này trận đấu cũng đã kết thúc và kết quả đội Chelsea thắng với tỷ số 3-2. Xin được cảm ơn anh em quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.